máy pha lơ lít PL41. Ờ, mình chỉ có một ngăn để đựng nước này, nước mình nhấc ra được hoặc là đổ tất vào được nhé. Ờ, mình có một vạch hiển thị mực nước máy. Ờ, về phần bàn phím thì mình sẽ có một nút nguồn, bấm nút nguồn này, cái đèn báo nút nguồn sẽ sáng như vậy. Tiếp theo thì đèn dưới là đèn báo nhiệt độ, khi mà đủ nhiệt độ thì đèn nó sẽ sáng lên. Tiếp theo là chức năng tạo bọt, khi mình bấm chức năng tạo bọt thì mở vòi khóa ở tay phải thì sẽ xả hơi ra đằng vòi steam ở đây. Phím thứ ba là phím làm cà phê, khi mình bấm thì họng nước chiết xuất ra họng rút hết đây. Ờ, đồng hồ hiển thị áp suất, khay nước thải. Mình sẽ đợi cái đèn này nó sáng lên thôi, để báo nhiệt độ sáng lên thôi. Về phần phụ kiện thì mình sẽ có một tay cầm 57, một phim tờ đơn 7 gram, phim tờ đơn 9 gram, phim tờ đôi 16 gram, thìa múc cà phê, nén sơ cua. Ok, sau khi mà đèn báo nhiệt độ đã sáng như vậy thì mình thể làm được cà phê nhá. Thì trước khi làm cà phê mình có một thao tác là mình bấm xả. Mình lắp filter, mình mới làm cà phê vào. Đây là phim đôi nhé. Đấy, cà phê. Lấy cà phê bằng mặt của tay cầm nhé. Sau đó lấy nén này, nén sơ cua này, nén. Lực vừa phải. Sau đó bấm nút xả qua một lần, khoảng 2 giây. Nghiêng trái 45 độ, kéo mạnh với tay phải, khi nào căng tay là được nhé. Bấm chiết xuất. Thì mình hãy quan sát các đồng hồ áp suất ở trên máy này. Khi nào máy đặt khoảng xanh như vậy là đã đủ áp suất chiết xuất. Khi nào mà đủ cái lượng mình muốn rồi ấy, thì mình tắt đi bằng cách ấn lại lần thứ hai. Và máy đã xong, mình chỉ xuất.